Này, em bảo anh rửa bát cho mày, đang làm gì đấy? Thì rửa bát xong rồi, bây giờ người ta đang rửa điện thoại đấy này. Nhà đang hỗn bụi rồi kìa, nhìn đây này. Việc gì cũng làm mà cô thích bắt bẻ nhở? Cô có tin là cái đầu gối của cô vô tình va phải bụng của tôi không? Cô tin là cái bàn tay của cô vô tình năm ngón va vào mặt của tôi không? Cô có thích không? Quạc nói một lần nữa ấy, yên thì người ta còn làm video. Này, điện thoại 5 triệu đem rửa kháng nước bình thường luôn. Ôi giời ạ. Nhà này phải biết ai là để chủ. Để tắt xong video này mình sẽ đấm cho anh. Ôi giời ơi, các bạn ơi, đang dịch như này thế mà Seven giảm lên tới 50% toàn bộ website, giảm thêm 30k khi nhập mã trên màn hình và áp dụng đến 20 tháng 9 nhanh trên lên số lượng có hạn nha các bạn, mua nhanh lên nhanh lên lên các bạn ơi. Vâng, thưa các bạn, hôm nay sản phẩm mình muốn nói tới đó chính là chiếc LG Velvet Velvet. Vâng, thưa các bạn, một trong những sản phẩm mình thấy rất xinh xắn và nó nổi bật. Tại sao như thế các bạn nhìn này. Ui, màu trắng ở đây là mình màu trắng ngọc trai nhé, không phải trắng ngọc trinh nữa. Ngọc trinh không trắng mà óng ánh mà cứ mờ lem như thế này. Tất nhiên đây là mặt lưng bóng, nó sẽ bám hôi dấu vân tay, nhưng các bạn thấy rồi, mỗi khi bám mình đem rửa lau rất sướng. Cụm camera đây anh em nhìn đi, nó có một số cái camera ở đây, hai cái là sẽ không bị lồi lên và tạo hình như giọt nước đấy, giọt sương trong mí mắt đấy, rất đẹp luôn. Ngôn ngữ thiết kế của LG Velvet có thể nói là sang, trông nó đẳng cấp và nó không hề bị rẻ tiền. Với 5 triệu anh em mua, mình cho rằng nó đẹp hơn hẳn, bao gồm so với cả những chiếc điện thoại của LG đang bán ở phân khúc này như con V50 luôn. Rồi, phần bên cạnh dưới này thì cũng như các cạnh xung quanh thì làm từ kim loại rất chắc chắn luôn. Một số con các bạn thấy là mình mượn ở đây là đang còn nguyên siêu, còn chưa bóc ra. À, đây nói không lại bảo chém gió. Thì cái điện thoại này mình lấy ở bên Cường Mobile, chuyên điện thoại Hàn nhé. Bên này rất nhiều điện thoại Hàn. Tuy nhiên thì mình sẽ review và nói xem là các bạn nên mua con này hay các bạn thể nên mua con khác. Cái đầu tiên là các bạn sẽ thấy rằng là cái màn hình của con này mình không ưng là cái viền trên dày kèm với lại cả cái giọt nước ở đây. Thực sự luôn, đây là một thiết kế nó quá là lỗi thời rồi, anh em thể nhìn. Bán so với một chiếc điện thoại gập như kiểu là con Z Flip 3 đấy, thì cái viền trên của nó đã cảm giác là phần nào dày hơn với cả Z Flip 3. Và thực sự là thêm cái giọt nước vào nữa thì đặt vào là nó thực sự là chênh lệch quá. Màn hình của chúng ta là công nghệ POLED, màn hình của nó thì thực sự mình không có gì phàn nàn. Đây là một trong những cái màn hình có khả năng hiển thị tốt, sắc nét 6.8 inch Full HD Plus, rất đẹp và trong trẻo. Tuy nhiên độ sáng không quá cao. Hiện tại mình đang để là max sáng đấy, để có thể review cho anh em. Là ở ngoài trời như này là nhìn được, nhưng mà gọi là nắng nữa gắt thì các bạn sẽ hơi khó nhìn. Và con này cũng cảm biến vân tay ở trong màn hình, nhưng anh em thấy là nó hơi thấp đó. Và vân tay này thì không quá nhanh nha, vân tay này như kiểu là Gen 1 đấy. Đây các bạn thấy là cái đặt của nó, các bạn đặt phải giữ một tí, chứ nó không phải là quá nhanh như các cái điện thoại bây giờ. Đây là một cái điểm mà mình cảm thấy là không thực sự trải nghiệm tốt lắm ở trên cái chiếc Velvet. Về cái thiết kế của nó thì cái kháng nước IP68 nó còn có tiêu chuẩn độ bền về quân đội. Đây mình thả cho anh nghe xem. Đấy, hiểu không? Rơi xuống tay không sao hết, không hỏng hóc, không làm sao. Tuy nhiên mình đã bảo đây là máy cũ, anh em mua vẫn nên giữ gìn và nâng niu. Giữ gìn và nâng niu. Nó có một cái phím ở đây, đó là phím trợ lý ảo. Khi anh em bấm thì nó sẽ ra Google. Đây, hỏi nha. Vinh đẹp trai nhất thế giới phải không? Tôi đã tìm thấy. Bựa thế nhỉ? Chứng tỏ là chưa thực sự thông minh. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về cái cấu hình của nó. À, đây là chiếc máy LG Velvet phiên bản là 5G. Các bạn nhớ cho mình, nó có hai phiên bản thường chạy chip 845, phiên bản 5G của nó sẽ chip 765G. Bởi vậy nên các bạn thấy là cái kết quả khi mà mình test cái này thì không quá mạnh. Ở cái Wi-Fi Extreme chỉ được 404 và cái Extreme Stress Test của nó độ ổn định 99.5%, rất ổn định luôn. Máy không bị chênh lệch hiệu năng khi sử dụng liên tục nóng quá nhiều. Đây anh em thấy là cái nhiệt độ chỉ tăng có 7 độ đó. Và tuy nhiên thì hàng ngày sử dụng còn lại lag, thực sự là nó lag luôn. Anh em sẽ cảm nhận được cái độ lag này nó khá. What the hell? Ở đâu ra đây? Ui, hay vãi. Cái độ lag của nó thể hiện khá rõ. Ví dụ như các bạn thể nhìn thấy là cái việc mà mình chuyển đa nhiệm giữa hai app nhá, sau đó khi mình chuyển ngược trở lại, rất dễ là nó bị disk cái app đấy ra mà nó không sử dụng liên tục được. Đấy các bạn thấy không? Nó bị nhảy lung tung và mình sử dụng hàng ngày, mình thấy cái hiện tượng này rất là rõ ràng và đôi khi cảm thấy khó chịu. Vậy đấy, lại bị disconnect ra rồi, rất là bực với lại cái chiếc điện thoại này. Vì hiệu năng là mình chưa thực sự hài lòng. Và mình nói là tại sao có thể là các bạn nên mua con khác, bởi vì trong tầm giá này anh em mua con V50 nhá, các bạn sẽ được là Snapdragon 855, mạnh mẽ hơn. Thứ hai, con này không có DAC để chuyên cho anh em nào nghe nhạc, mặc dù nó có giá cắm thì nghe 3.5, nhưng con V50 nghe nhạc hay hơn. Nếu các bạn nên mua con V50 thì sẽ tốt hơn về khả năng giải trí và nghe nhạc. Màn hình của con V50 cũng độ phân giải lên đến là 2.5K,
thì các bạn có mua con đấy thì cũng sẽ tốt hơn, đạt được tiêu chuẩn HDR10 ngon lành cành đào. Cái mà bù lại phần nào có thể nói ở đây đó chính là về cái camera của sản phẩm này thì chụp nó khá ổn. Ui, tuy nhiên đấy là khi các bạn chụp trong điều kiện đầy đủ sáng. Thiếu sáng các bạn nhìn đi, đây là ảnh mình chụp con Pachi ở nhà, rất nát, noise vỡ hạt nhiều. Nói chung là không thực sự ấn tượng cho lắm. Đây là nếu mà mình bật chụp đêm lên thì khá hơn. Nói chung là nó chụp ổn ổn thôi. Mình nghĩ là vẫn sẽ không bằng con V50. Đây là những cái tấm hình chụp selfie. Ui giời, trông nói chung là đi vào lòng đất luôn. Và pin của nó không thực sự khỏe. Tóm lại chiếc LG Velvet phiên bản 5G này thì mình cho rằng nguyên nhân anh em nếu mua nó chỉ đơn giản là nó một chiếc điện thoại đẹp. Anh em mua sưu tầm. Một chiếc điện thoại đem lại chúng ta cái thiết kế sang trọng, độ bền, màn hình hiển thị tốt. Nhưng trong tầm giá tiền này mình khuyên anh em thì lựa chọn những con như LG V50. Đây các bạn nhìn thấy không? Ở đây thậm chí có cái những đợt mà còn tặng cả màn hình phụ. Đó, các bạn nên chọn con LG V50 nếu muốn trải nghiệm một cách nó sôi thịt hơn. Để các bạn có được cái hiệu năng về màn hình, rồi nghe nhạc, camera sẽ hơn con này. Còn con này nói chung là mình thấy chạy chip 768 này nó khá giật và lag, trải nghiệm không thực sự mượt. Các bạn thích đừng quên like, share, bè. Hẹn lại anh em các video lần sau. Peace. Hey, subscribe, hey, subscribe, hey, subscribe, hey, subscribe, hey.